Xin chào bà con. Hôm nay mình làm clip này để cho anh em lại xem một đôi trà màu mơ cực đẹp của anh Nghệ ở trong Nghệ An gửi cho em video. Ý của anh là muốn hỏi xem mình có mua không, nhưng mà sao quá mình cũng không dám vào xem. Thì anh có gửi cho em một đoạn video của hai con trà màu mơ đấy, đẹp, phải nói là đẹp. Thì mình cũng muốn đăng cái video của anh đấy gửi cho mình để cho anh em cùng chiêm ngưỡng con chim đó. Thì hôm trước mình có đăng một clip là con chim mơ lưng đấy. Con đấy thì thực ra là mình tận tay mình quay luôn. Thì nhưng mà con đấy thì mình lại không dám bắt vì là nó lại lông cánh một nửa phần từ đây vào trong thì nó sẽ trắng, từ cái phần cánh đầu cánh ngoài thì ra hất ra nửa cánh lại không trắng. Thì cũng nhiều anh em nói với mình là không bắt tại vì là khi mà nuôi là nó sẽ đổi ra màu bình thường đó, thì mình cũng không bắt nữa. Thì cũng đồng thời mình đăng cái video đấy thì có anh ở trong Nghệ An này, thì anh có gọi cho mình hỏi có mua trà màu mơ không. Thì mình xem cái video anh gửi cho mình có nói là anh cho em xin xem video, một đơn video anh gửi cho em hai con đó xem được thì em bắt. Nhưng mà hai con đấy này nó đẹp thật và nó nhìn thấy đẹp, thì mình chưa được nhìn thấy tận mắt, nhưng mà chỉ qua nhìn qua video này. Thì về anh em cùng xem con đấy đẹp nhé, cùng chiêm ngưỡng nhé. Nếu mà có ý kiến gì anh em cứ bình luận bên dưới để anh em cùng góp vui trên kênh của mình nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh nhé. Chào anh em.